Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều ngày qua, người dân ở xa về quê ăn Tết đang hết sức lo lắng bởi tình trạng cháy vé, thiếu vé hạng phổ thông, đặc biệt là trạng bay vàng Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh của Vietnam Airlines từ ngày mùng 5 tháng 2 đến ngày mùng 8 tháng 2 chỉ còn hạng thương gia với mức giá thấp nhất là gần 8,7 triệu đồng một vé khứ hồi, cao là gần 10,3 triệu đồng một vé. Theo khảo sát ngày mùng 5 tháng 2, trên website đặt vé của Vietnam Airlines, trạng Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày mùng 5 tháng 2 có giá vé rẻ nhất là 8,669 triệu đồng một vé khứ hồi. Mức giá đắt nhất là 10,289 triệu đồng một vé khứ hồi. Trong đó, số lượng ghế còn lại cũng khá ít ỏi, thậm chí nhiều khung sở bay đẹp còn hết nhãn ghế. Bình thường giá vé hạng này dao động từ 6 đến 7 triệu đồng. Trong đó, trạng Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh của Bamboo Airways đã hết nhãn ghế vào ngày mùng 5 tháng 2. Từ ngày mùng 6 tháng 2 đến ngày mùng 8 tháng 2, hạng vé phổ thông ở trạng này đã hết ghế chỉ còn ở hạng thương gia. Giá vé rẻ nhất với hạng thương gia là 5,7 triệu đồng một vé khứ hồi, mức cao nhất là gần 6,4 triệu đồng một vé. Còn với hãng Vietjet Air, chặng Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mùng 5 tháng 2, mùng 6 tháng 2 chỉ còn một ghế với giá là 5,36 triệu đồng một vé khứ hồi, chưa bao gồm các loại phí. Ngày mùng 7 tháng 2 còn hai ghế với giá là 5,36 triệu đồng một vé khứ hồi, chưa bao gồm các loại phí. Ngày mùng 8 tháng 2 còn một ghế với giá là 3,69 triệu đồng một vé khứ hồi, hai ghế với giá là 5,36 triệu đồng một vé khứ hồi, chưa bao gồm các loại phí. Nếu hành khách muốn bay hãng Viet Travel Airlines chặng Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày mùng 5 tháng 2 đến ngày mùng 9 tháng 2 sẽ không còn ghế. Hãng chỉ có vé chặng này từ ngày mùng 10 tháng 2 với giá cần 1,9 triệu đồng một vé khứ hồi. Trước Tết giá vé rất rẻ. Giá cho hai đường bay vàng thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội của nhiều hãng chỉ 1,17 triệu đồng một vé một chiều. Liên quan đến giá vé máy bay, vào năm 2021, Cục Hàng không Việt Nam đã dự thảo thông tư quy định khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2022. Tại dự thảo, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất áp giá sàn vé máy bay nội địa. Trong đó, giá vé máy bay tối thiểu sẽ bằng 20% mức giá tối đa quy định cho các chuyến bay từ mùng 1 tháng 11 năm 2021 Đến hết tháng 10 năm 2022, các đường bay dưới 500 km, mức giá tối thiểu là 320.000 đồng một vé. Các đường bay từ 500 đến 850 km trở lên, mức giá tối thiểu là 440.000 đồng. Tuy nhiên, đề xuất đến nay đã không được thực hiện vì nhiều người cho rằng việc áp sàn giá vé máy bay là không hợp lý, khiến cho nhu cầu đi lại, kích cầu du lịch bị triệt tiêu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.